Bây giờ bạn Kít sẽ làm hình cái chổi nha. Đầu tiên, cho một sợi dây qua ngón tay út và ngón tay cái. Rồi. Rồi kéo thật mạnh xuống hai lần. Rồi. Và cho tay sau hai sợi dây móc vào cái lỗ này. Kéo nhẹ xuống. Chúng À. ta sẽ được hình như thế này. Rồi luồn ba ngón tay ra hai À, ba ba ra ba ngón lỗ, chúng ta được hình như thế này. tay. Rồi lộn ngược ra đằng sau, kéo nhẹ sẽ được cái chổi. Yeah. Thật hoàn hảo.